Thì Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News. Chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, Thượng viện tiểu bang Massachusetts quan ngại về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Trước tình hình đàn áp nhân quyền bị cho là tàn bạo đang xảy ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Thượng viện tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan ngại về đời sống và sự an nguy của người dân Việt Nam trong một cuộc họp báo vừa diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 9 tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Vào ngày 30 tháng 7, một nhóm 34 thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts cũng đã ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nêu rõ lo ngại về nhân quyền cho người dân Việt Nam. Từ đó kêu gọi ông Trump hãy lên tiếng để giúp người Việt đang bị đàn áp trong nước. Ngoài ra, nội dung thư còn nhắc đến thảm họa môi trường biển dọc theo các tỉnh miền Trung do nhà máy thép Formosa gây ra vào năm 2016. Từ đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội nghiêm ngặt hơn và ra dự luật an ninh mạng nhằm thắt chặt quyền kiểm soát của chính phủ. Lá thư này cũng nhắc đến tình hình tín ngưỡng tôn giáo trong nước đang bị vi phạm trầm trọng. Bên cạnh đó là tình trạng những học viên cai nghiện ma túy đã bị đánh đập và cưỡng bức lao động. Các nghị sĩ tiểu bang Massachusetts cho rằng chính phủ Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi vì những vi phạm vừa nêu không phải là những hành động mà một chính quyền văn minh thực hiện trong năm 2018. Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thưa quý vị, các chuyên gia kinh tế vừa lên tiếng về những tác động mới sẽ xảy ra với kinh tế Việt Nam sau khi việc đánh thuế thứ hai trị giá 200 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ sẽ được xem xét thông qua sau ngày 6 tháng 9. Theo tính toán, GDP của Việt Nam sẽ giảm 0,03% vào năm 2018, tương đương với việc giảm hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm, tức là khoảng 259 triệu Mỹ Kim. Đây là con số nhỏ đối với Hoa Kỳ và Trung Cộng, tuy nhiên đây là con số rất lớn đối với người Việt Nam. Theo ước tính sơ khởi thì thiệt hại mỗi năm như thế dự kiến sẽ kéo dài đến 2025. Ở chiều hướng tích cực, một số hàng hóa ở Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội thị trường bị bỏ ngỏ từ các lệnh áp thuế để tăng xuất cảng vào cả hai nước. Tuy nhiên, ở chiều hướng tiêu cực, hàng hóa Trung Cộng khó vào thị trường Hoa Kỳ sẽ chuyển hướng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Được biết, từ khi nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ nhập siêu trầm trọng hơn từ Trung Cộng, trong khi xuất cảng của Việt Nam nhập vào Trung Cộng cũng khó khăn hơn. Các tập đoàn đa quốc gia đang lần lượt chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Thưa quý vị, chính phủ Đài Loan đang đưa ra chính sách dịch chuyển đầu tư sang các nước phía Nam, mà Việt Nam là cái tên được nhắc đến hàng đầu. Làn sóng chuyển hướng đầu tư này cũng đã xuất hiện ở các doanh nghiệp lớn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Được biết, chính sách đầu tư này của chính phủ Đài Loan đang khuyến khích các doanh nghiệp của vùng lãnh thổ này đầu tư sang các nước phía Nam của mình như Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia. Phân tích sâu hơn về xu hướng dịch chuyển đầu tư này, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI cho biết, các tập đoàn đa quốc gia có hai nguyên tắc để chọn khu vực kinh doanh. Đó là dựa trên điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi và chi phí thấp. Kế đến là sự phân tán rủi ro. Được biết, trong thời gian qua, các tập đoàn này đã tập trung đầu tư rất nhiều vào Trung Cộng. Tuy nhiên hiện nay, chi phí kinh doanh đang tăng lên, cộng thêm những xung đột thương mại trong thời gian gần đây với Hoa Kỳ, đã khiến cho Trung Cộng ít hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Hai cựu tướng công an nhận tiền tỷ để bảo kê đường dây đánh bạc. Truyền thông trong nước hôm 7 tháng 9 đã cho biết ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương trước cơ quan điều tra đã khai nhận rằng để tạo điều kiện tổ chức đánh bạc trực tuyến, ông này đã phải biếu cho tướng Phan Văn Vĩnh hơn 1,7 triệu Mỹ Kim, tức là khoảng hơn 30 tỷ đồng, cùng nhiều vật dụng cá nhân trị giá lên đến nhiều tỷ đồng. Ngoài ra thì ông Dương cũng biếu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, đút lót cho Cục Cảnh sát Phòng chống Công nghệ cao Cộng sản Việt Nam 700 triệu đồng và một phần mềm diệt virus hơn 30.000 Mỹ Kim. Theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó, ông Vĩnh là người chỉ huy, còn ông Hóa là người thực hiện. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, Viện Kiểm sát Phú Thọ đã đề nghị truy tố hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị can khác trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet.
Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tới mức án từ 5 năm cho đến 10 năm tù. Chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí. Thưa quý vị, cố danh ca John Lennon được Bưu điện Hoa Kỳ in hình lên tem. Giới chức trách Sở Bưu điện Hoa Kỳ đã vừa cho ra đời một dòng tem mới nhằm để vinh danh huyền thoại âm nhạc John Lennon, cựu thành viên của ban nhạc người Anh quốc The Beatles. Sự kiện ra mắt tem mới đã được diễn ra vào ngày thứ Sáu, 7 tháng 9, tại công viên Central Park ở thành phố New York. Danh ca John Lennon đã bị bắn thiệt mạng vào ngày 8 tháng 12 năm 1980, ngay tại căn chung cư nơi ông và gia đình cư ngụ ở khu thị tứ Mount. Mặc dù đã qua đời, nhưng John Lennon vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán thính giả hâm mộ. Album Stereo cuối cùng đã được danh ca này phát hành vào năm 1980. Ông từng được lưu danh vào bảo tàng Strawberry Hall of Fame vào năm 1987 và hai lần lưu danh vào viện bảo tàng Rock and Roll vào năm 1988 và sau đó là năm 1994. Bản tin giải trí tiếp theo cho hay ca sĩ nhạc rap Mac Miller đã qua đời, hưởng dương 26 tuổi. Rapper người Hoa Kỳ Mac Miller, người từng ra mắt album đầu tay mang tên Blue Side Park vào năm 2011, đồng thời là bạn trai cũ của ca sĩ Ariana Grande, đã vừa qua đời vào ngày thứ Sáu, 7 tháng 9, hưởng dương 26 tuổi. Hãng tin TMZ đã cho biết Miller đã chết tại thành phố Los Angeles do dùng thuốc quá liều. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác định chính thức thông tin này. Rapper Mac Miller có tên thật là Malcolm McCormick. Anh bắt đầu chạm tới đỉnh cao của danh vọng vào năm 18 tuổi. Những bài hát nổi tiếng của rapper này bao gồm Loud, Smile Back và The Way mà anh từng hợp tác với Ariana Grande. Họ hẹn hò nhau từ năm 2016 cho đến đầu năm nay. Vào tháng 5, Mac Miller từng bị bắt vì tội lái xe trong lúc say xỉn và theo dự trù sẽ phải ra hầu tòa vào tuần sau ở tiểu bang California. Album thành công nhất của Mac Miller chính là Blue Side Park mà anh phát hành vào năm 2011. Năm nay, album mới mang tựa đề Swimming của anh cũng đã đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Billboard. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Top News của ngày hôm nay. Dư Khang và Thi Nhung chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.